Mùa đông lạnh, cơ thể cần nhiều dưỡng chất hơn bạn tưởng. Những loại hạt dưới đây sẽ là cứu cánh cho sức khỏe của bạn. Ăn những loại hạt tốt cho sức khỏe, bạn sẽ thoải mái tận hưởng mùa đông thay vì lo lắng, trốn tránh và khó chịu với nó. Những lợi ích mà bạn có thể nhận thấy ngay đó là khả năng chiến đấu của các loại hạt với tình trạng khô da, lạnh, lót chân nứt toát và khô khẽ môi mà ai cũng gặp phải. Hãy cùng tìm hiểu 6 loại hạt dưới đây, chúng là những hạt tốt nhất cho bạn vào mùa đông. Hạt lanh. Đưa hạt lanh vào thực đơn hàng ngày có thể giúp bạn tăng cơ hội giảm cân và bổ sung những dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Hạt lanh chứa gluten, cholesterol thấp có thể tăng cường tiêu hóa và rất tốt cho xương. Hạt mè. Loại hạt dễ kiếm này có hàm lượng cholesterol, vitamin B1, chất xơ, chất béo khỏe mạnh. Mè còn rất giàu dưỡng chất, vì thế thường xuyên ăn hạt mè trong mùa đông sẽ giúp giảm mức huyết áp trong cơ thể, phòng chống ung thư, duy trì sức khỏe, trái tim, tăng cường hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Hạt mè này có thể thêm vào món salad ăn thường xuyên. Ngoài ra, bạn có thể nấu trà, làm bột ngũ cốc hoặc cho vào các món nướng. Hạnh nhân. Hạnh nhân có nguồn vitamin B2, vitamin E, protein, magie, phospho và mangan cực kỳ phong phú. Ăn hạt nhân vào mùa đông cung cấp cho cơ thể sức mạnh để chống lại tình trạng ho và cảm lạnh. Loại hạt này còn chứa một chất tốt có thể ngăn ngừa việc hình thành sỏi trong thận, mật của bạn. Quả ốc chó. Ốc chó cũng là nguồn vitamin, khoáng chất và protein rất tốt. Ốc chó có chứa chất có khả năng chống ung thư, tăng cường độ ẩm cho da, tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, ngăn ngừa các triệu chứng viêm và tăng cường trí nhớ của não. Hạt lạc cũng là một loại hạt siêu tốt cho sức khỏe và mùa đông. Bạn có thể thêm lạc vào thực đơn của mình hàng ngày. Hạt chia có nhiều chất làm giảm nguy cơ bệnh tim, được đường, tiểu đường. Loại hạt này là một nguồn axit amin chất xơ phong phú. Sử dụng hạt chia trong mùa đông giúp cơ thể kháng viêm tốt hơn, tăng cường khả năng hấp thụ nước cho cơ thể và còn giúp kiểm soát lượng đường trong các